hoặc môn. Vậy thì cùng với lại gờ hát do tuyến yên tiết ra, hoặc môn của tuyến giáp sẽ giúp cho cơ thể chúng ta phát triển cả về mặt thể xác lẫn trí não. Đó là hai cái vai trò quan trọng của tuyến giáp là gì. Thứ nhất là duy trì cái chuyển hóa cơ sở, thứ hai là nó giúp, nó cùng với cái gờ hát nó giúp cho cơ thể của con người phát triển một cách hài hòa toàn diện cả về mặt thể xác lẫn cái gì luôn em, lẫn trí tuệ nha. Rồi hai cái ổ môn chính mà hồi nãy các em đã trả lời vắn vách rồi, và bảo đảm nếu gặp các câu trách nhiệm này không bao giờ các em cấm rau nội vô cặp bài kia. Ổ môn chính của tuyến giáp là gì em? T3 và T4. Rồi ai nói thử được cô ơi, vì sao có cái con số 3, vì sao có cái con số 4 nằm ở đây? Ai trả lời được cô? Cô mời em nói thử xem. Hả? Đúng rồi, T3 là muốn nhắc trong cái cấu trúc của cái, trong cái công thức của cái hộp môn này có 3 nguyên tố gì đó. Còn T4 là nhắc trong cái cấu trúc phân tử của cái hộp môn này có mấy gì đó em? 4 gì đó. Thì nếu mà 3 mà mình có cái tiếng Latin đầu nó sẽ là cái chữ gì nha? Tri. Ha. Vậy thì cô mời em nói tiếp luôn để được cái dấu cộng luôn cho nó trọn vẹn. Đâu em đứng lên em đọc giùm cô cái tên nguyên hóa học của cái tê ba. À, triiodoiodin rồi, cô cảm ơn, chính xác hoàn toàn. Không cần vội vàng nha, cứ đọc từ từ cho cô. Tri là 3, iod và thành cái tiếp đầu ngữ là iodo để cho người ta thêm cái giờ cho dễ đọc thôi. Cuối cùng là T-R-O-N-I-N. Rồi, tại sao cô thẳng thắng một cái? Thế nào chắc cô thẳng thắng có cái gì chú ý đây? Đó là bây giờ ai có thể đứng lên đọc dùm cô cái tên hóa học của cái T4. Ai đứng lên đọc dùm cô? Cô mời em áo đỏ đi. Áo đỏ nè, đây một cái người ngồi mặt ngoài sáng cho đây. Thì cô nói đây, rồi đọc dùm cô. Đọc cái T4 là bằng cái nguyên cái tên có cái khóa học của nó. Vậy thì nên bảo, tự nhiên đâu sai, nhìn nó bảo. Thiroxin là đúng rồi, thiroxin thì cũng nói cái tên có cái khóa học của nó. Thôi bạn có đèn ở dưới Google đi. Nếu mà đọc theo cái kiểu như là của T3 thì sẽ đọc nó lại gì? Cái gì? Thiroxin rồi, và cái bảng kế bên thôi. Không biết, vậy em nói luôn đi. Đó, cái chỗ cô cần chú ý là đây. Các em đọc thioxin là đúng hoàn toàn, không có sai. Là bởi vì cái chữ thioxin thì có cái tên hóa học đó là tetra. Tetra là 4. Iodo là mấy iod? 4 iod. Và cái nguyên tố đó là gì của em? Tyrosin. À, nếu các em đọc thioxin là đúng nha. Còn nếu các em sung sướng hạnh phúc các em đọc là tetra iodothyroxin là thừa rồi, dư rồi. Chẳng vì sao mà bởi vì đây cái cấu trúc hai cái axit amin tyrosin nó gắn lại với nhau, nó thành là tyrosin. Còn cái tên nguyên của nó anh gọi là tyroxin. Thì thực thuốc tập với các em bây giờ các em có đọc tyrosin hay tyroxin thì người ta cũng hiểu tốt hết trơn, không có ai mà không hiểu hết trơn. Nhưng mà do là mình học đại học, thành ra là cô chú ý một xí để mình nói cho nó đúng vậy thôi, cho nó chính xác thôi. Chứ giờ em nói tyrosin, tyroxin thì ta nghe đón thoáng ta cũng biết đó là cái hormone của cái tuyến giáp ha. Vậy thì T4 chính là tetra iodo tyrosin, còn T3 chính là tri iodo tyrosin. Mà nếu nói gọn là luôn là khỏi có lộn gì đó, khỏi tyrosin, tyroxin, T3, T4. Rồi còn đây là cái trục mà hạ đồi tuyến yên, tuyến giáp hồi nãy.
nhé, được chưa? Và bây giờ các em nhìn đến cái hình này, cái hình này các em hãy nhìn nó một cách chăm chú nhìn cô, hãy nhìn nó một cách đắm đuối nhìn cô, cô chờ 2 phút để nhìn kỹ nó. Là bởi vì sao? Cô xin thưa với các em, cái hình này nó cho em hết cái nội dung của cái bài tiếng nhé. Tức là các em nói những cái chi tiết trong cái hình này sau là bài tiếng nhé đang nắm trên. Và hiện nay thì các em cũng biết cái xu hướng học trên thế giới, cái gì mà càng phức tạp chừng nào thì ta cố gắng ta chuyển hóa thành cái dạng gì dễ hiểu nhất, dễ nhớ nhất, đó là các cái sơ đồ. Thì các em nhìn với các cô, và các em để ý cho cô nha, cái mũi tên nó dày hay mỏng nha, cái kích thước tuyến lớn hay nhỏ là có ý định hết, là có mục tiêu hết, mục đích hết. Các em nhìn rồi tìm hiểu cùng cô nha. Cô cho 2 phút, bây giờ cái đồng hồ là 7:17 thì các em coi cho tới cho cô 7:20, tức là các chuyên gia với chỉ số 4 nha. Dùng kỹ đi, rồi cô sẽ mời các em thuyết minh về cái tấm hình này, là sau đó nó ra nguyên cái bài luôn, coi như các em chụp bài luôn nha. Rồi đó, nhìn kỹ trong vòng 2 phút đi, 2-3 phút đi. Rồi, bây giờ nếu mà các em nhìn qua rồi ha, cái các em mới đi cô động nhìn cô các cái khu vực để chi để mình đi sâu và chi tiết hơn, thì cô tạm chia cái slide này ra là 5 khu vực hay là 5 cái tấm hình nhỏ. Cái phía trên này là các em là coi như hình 1 đi, cái phía trên này là hình 2, đây là hình 3, đây là hình 4, đây là hình 5. Nên giờ các em nhìn tổng quan sau các em đi vào từng cái khu vực nha. 2 phút thì 3 phút thì nhìn kỹ vô, đắm đuối vô, gây gây những chi tiết vô để lát các em trình bày cho cô, là cô biết các em nắm được đến đâu rồi là cô khỏe ha, là yên tâm nha. Rồi, có cụm 1 đi, cái cụm 1 là lực lượng mạnh nhất.
đây là các bạn khác nghe để coi cho cái cụm này nói đúng không nha mấy em ha. Dùng dưới đòi cho tiếng là hát xong rồi kết thích tiếng nghe tiếng T F ha, xong rồi kết thích tiếng giáp tiếng ra hai loại T ba và T bốn, trong đó là T bốn là sẽ tiết nhiều 90 kg trên một ngày, T ba sẽ là 9 kg trên một ngày và T bốn nó sẽ là dẫn xuất để nó quay trở lại nó tạo thành T T ba. Và T3 nó sẽ cắt một cái bóp để đi theo nước tiểu. Tức là trong quá trình chuyển hóa thì sau khi mà nó hoạt động xong thì tại sao nó mất tác dụng, nó giảm tác dụng là tại vì nó bị cắt mất vi giót, mà khi nó mất không còn đủ vi giót thì nó không còn là cái hormone T3 hoặc T4. Từ đây nó qua đây là nó đã ấy được. Rồi cái vi giót nó đi đâu em? Dạ vi giót một phần nó sẽ ra nước tiểu, một phần của T3 nó sẽ quay trở lại cái gì? Đó.
Đúng rồi. Muốn có được tê hoa tê hố thì tuyết giáp nó cần cái gì để nó sản xuất ra tê hoa tê hố này? Nó cần iốt, nó phải bắt iốt vô. Thì thường thường trong này mình ăn nha, trong thức ăn có iốt thì cái nơi mà nó hấp thu nó nhận không nhận thì cái số iốt đó đa phần 90% cái lượng iốt từ bên ngoài mình đưa vô cơ thể là tuyết giáp nó bắt. Tại vì sao? Nó rất là cần cái iốt để nó sản xuất ra tê ba tê bốn. Trong công thức của tê ba tê bốn không có iốt thì không được gọi là cái hormone tê ba tê bốn nha. Rồi có để ý cái chữ gì đây không? Đó, chữ gì đây? Chữ này có nghĩa là trạng thái bình thường là hiện nay mình đây, có nghĩa là tuyến yên thì vùng hạ rồi, tuyến yên tuyến giáp nó đang hoạt động trong trạng thái bình thường và nó sản xuất ra cái lượng tê ba tê bốn. Vậy thì mình nhóm 4 và nhóm 5 sẽ dùng cái hình của nhóm 3 làm căn bản để phân tích hình của nhóm mình. Rồi cô mời nhóm 4 ha, ai đại diện nhóm 4 cùng cô? Nhóm 3 thì tốt rồi, nhóm 3. Rồi cô mời nhóm 4 đi. Thôi trong cái nhóm 4 có một nam duy nhất thôi là coi như bông qua sáng tối của nhóm. Cô mời nhóm bông qua nó đi. Lớp này cô có ít nam quá, chỉ có 2 nam thôi, cái bông qua nó đi. Cô mời. Đúng không Năm? Em Năm là trình bày được không Năm ơi? Không được. Bạn nào được không? Bạn cái bạn ở giữa là mặc áo caro đỏ nè, tôi thấy mặt mày sáng sủa mà rất là trí tuệ luôn nè. Cô mời bạn nói đi bạn. Em áo caro luôn đỏ, thay mặt nhóm 4 trình bày cái hình ảnh. Kích thích tuyến giáp tức là T3, T4 nhiều. Nếu nhìn qua cái hình số 3 thì em thấy cái T3, T4 tiết ra có nhiều không? Đó, em phải để ý, cô nói rồi, cái kích thước của cái mũi tên cực kỳ quan trọng. Em thấy là nhiều hay ít? T khác nhiều. T khác thì nhiều, bây giờ nhóm 2 thì lại nhìn ra hình của nhóm 3, nhóm 3. Tiết ra được. Vậy thì chỗ này là cái gì đây? Chỉ là cái nguy hiểm
của cái môi trường thiếu iốt khiến cho cơ thể phải làm việc rất là cực lực mới duy trì được cái nồng độ T3, T4. Và em biết đó là những cái trường hợp trước đây ở các cái vùng cao em, người ta thiếu iốt thôi đó, mà con sinh ra thiếu cái iốt, tức là không sản xuất được T3, T4 đủ, đứa trẻ bị chậm phát triển cả cơ thể lẫn trí tuệ, lẫn trí não, mà nó còn bị mất cái chứng bệnh mà ngày xưa người ta gọi hôm nay là bệnh ngu đần. Bây giờ nghe cái chữ bệnh ngu đần thấy nó nặng nề quá, người ta về gọi nó là cái bệnh kém về cái trí tuệ. Đó là bệnh đau rồi nhé. Đó là lý do vì sao mà hiện nay là các cái chương trình quốc gia là người ta bổ sung luôn cái iốt vào trong cái muối ăn. Một mặc dù cái lượng bổ sung nó rất là ít, nhưng để làm sao để đảm bảo là dân số của cái dân tộc đó không bị thiếu iốt. Bởi vì tự nhiên chỉ vì thiếu iốt thôi mà cái thế hệ phát triển chậm phát triển hết. Đó là lý do vì sao mà ở đây các em thấy vai trò của iốt sao em cực kỳ quan trọng, nhớ nha. Rồi con cảm ơn nhóm bốn hơi vất vả một tí nhưng cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có mời nhóm năm có ai về đại diện không? Nhóm năm quan trọng lắm, thế hệ của nhóm năm sẽ nói lên được nhiều điều cho các em. Cô mời nhóm năm có ai đại diện em mà có bông được không? Cô thấy được đó không? Được không? Hai cái màu xanh nước biển đẹp, bây giờ cho màu xanh nước biển đậm hay là tùy. Màu xanh nước biển đậm hay lợn? Một trong hai. Đậm được không đậm? Đó, các bạn mời về nhà màu xanh nước biển đậm. Ủa, bây giờ có xanh gì? Chỉ qua bên chỗ cô. À, rồi một cú bồ đi. Cô mời em cú bồ. Bây giờ là cốc mới mở miệng đây, nó ra nó dữ dội. Nhưng mà nhóm năm sau khi nghe nhóm như bạn của bồ này có ý kiến gì bổ sung thêm như thế này không? Các em hiểu sao về cái hình số năm? Cô cảm ơn em ngồi xuống là có cái sự thiện chí rồi. Giờ cô hỏi nhóm năm có bổ sung gì thêm cái chỗ cái hình số năm này không? Nhóm năm có ai có suy nghĩ gì khác không? Cái bạn áo trắng ngồi phía trước của bốn cái bạn làm sao có ý kiến gì bổ sung cho cô đi? Bổ sung đi em. Nếu không thì có bạn nhóm khác nào bổ sung giùm cô không? Có thể ai hiểu cái hình này sao không? Nói giùm cô qua. Cái chỗ này quan trọng lắm. Cô giải thích một cái là coi như là mình nhớ bài mà sau này cái căn bản luôn. Em có biết không? Em có thể có hiểu gì cái chỗ này không? Rồi, cái người này là có một ý kiến, nhóm 1 có một ý kiến, nhóm 2 có ý kiến không? À, áo tím phía giữa là thấy có vẻ thấm ý cái người này, có ý kiến không? Áo caro có ý kiến gì không? Có ý kiến không? Tại vì sao mấy em nói, mấy em mới nhớ bài chứ gì trơn. Ha, cô ráng tạo điều kiện cho các em nói, tại các em đã nói trúng một cái rồi, các em không bao giờ quên, nó hay cái chỗ đó đấy. Đó, áo trắng có ý kiến gì không trắng? Theo em thấy cái ý này sao? Thì khi mà cái
nồng độ T4 trong máu nó đã đủ cao thì cái hệ trục hạ đồ tuyến yên còn cần phải làm gì nữa không nghe? Nó không tiết TLH, không tiết TSH, cho nên thấy nó còn cái tuổi tên nào đi xuống không em? Không còn. Thì khi mà tuyến giáp nó không bị kích thích bởi TSH, nó mặc nhiên công nhận là không ai bắt tôi làm việc. Vậy thì nó có làm việc không em? Nó không có làm việc. Vậy như vậy em có thấy cái mũi tên nào từ T, từ tuyến giáp đi ra là T3, T4? Không có, nó khỏi sản xuất ra T3, T4 luôn. Là bởi vì mình đã đưa nè, em thấy cái mũi tên từ bên ngoài đưa vô. Mũi tên này đưa vô không có liên quan gì tới các cái mũi tên trong cái lần alpha hết. Cho nên khi nồng độ T3, T4 trong máu cao, tự khắc cái hệ thống điều hòa được cơ chế feedback, nó sẽ làm cho hạ đồ tuyến yên không tiết TLH, không tiết TSH. Thế là tuyến giáp nó hiểu là không ai bắt tôi làm việc hết, nó nghỉ ngơi luôn, cho nên nó chả cần sản xuất ra T3, T4. Nếu nó không sản xuất T3, T4, nó cần lấy iốt vô không em? Không cần, nó cần iốt nữa, tại vì mình đã có T4 đưa từ bên ngoài vô rồi, có đầy đủ cốt thuốc rồi. Đó là lý do vì sao khi em đưa thuốc vào trong cơ thể một thời gian dài, hệ trục hạ đồi tuyến yên và tuyến giáp nó ngừng hoạt động. Nó ngừng hoạt động một cái thời gian rồi thì sao em? Nó quên luôn cái cách hoạt động. Tuyến giáp nó nghỉ chơi thời gian xong khỏe quá, nó không biết làm việc luôn. Do đó khi em điều trị bằng hormone, nhà nghe đây cái này quan trọng. Khi em dùng thuốc là hormone khi đưa vào cơ thể, sau đó nếu mà em ngừng thuốc đột ngột, cơ thể chúng ta sẽ bị suy của cái tuyến đó. Em đưa T4 vào một thời gian dài, em ngừng thuốc đột ngột, tuyến giáp nó chưa quen, nó không có biết cách làm việc, nó nghỉ chơi từ lâu, nó không sản xuất T3, T4, cơ thể các em sẽ bị suy giáp và bị việc thiếu hoạt động của tuyến giáp sản xuất T3, T4. Nhớ nha. Cho nên ở đây các em sẽ đọc sách. Khi các em đọc sách mà các em thấy là người ta bảo cái thuốc này khi mà ngừng phải ngừng từ từ, ngừng từ từ, giảm liều dần rồi sau đó mới ngừng hẳn, thì các em phải hiểu mình ngừng từ từ để chi? Để cái hệ trục hạ đồ tuyến yên nó bị cái cơ chế feedback kích thích nhắc nhở nó hoạt động để giúp cho cái tuyến đó làm việc lại từ từ. Thì đến lúc em ngừng, em không dùng thuốc nữa thì tuyến giáp nó sẽ hiểu là bây giờ cơ thể thiếu bộ môn này rồi, tôi sẽ sản xuất ra T3, T4 để cho cơ thể không bị thiếu. Nhớ nhà này ha. Cho nên cái hình số 5 này cực kỳ lợi hại. Cái hình số 4 và hình số 5 dựa trên cơ bản của hình số 3 đó để mà phân tích. Cho nên nếu các em hiểu là cái hình số 3 kỹ rồi, các em sẽ phân tích được hình số 4 với hình số 5. Được chưa? Rồi ha. Như vậy là các em đã nắm được cái bài tuyến giáp rất là tốt nha. Bây giờ cô đi theo một chút xíu nữa là xong cái bài tuyến giáp cực kỳ dễ. Rồi, khi mà cô đã nói tới tác dụng dược lực thì các em nhớ cho cô, tác dụng sinh lý là cái hormone nó được tiết ra trong cơ thể theo đúng cái điều kiện sinh lý. Thì thường thường cái tác dụng sinh lý các em để ý coi, mình ở đây đâu bị tác dụng phụ đâu. Và tại vì sao cái tuyến giáp mình cũng hoạt động bình thường, nó tiết ra cái liều lượng hormone cần thiết phù hợp với trạng thái sinh lý mình có, đúng chưa? Bây giờ em đưa mặt thuốc vào thì em tưởng tượng coi mỗi người một cái cơ địa khác nhau, mà trên thế giới này là bao nhiêu tỷ người, thì có mấy tỷ dạng thuốc của em? Không có, có vài cái dạng chế phẩm thôi. Vậy thì đối với cơ thể người này có khả năng là rất là cao, đối với cơ thể người khác có khả năng là vừa, đối với cơ thể người khác có khả năng là hơi thiếu một tí. Và nếu cái cơ thể nào mà cái lượng thuốc đưa vô là cao thì nó sẽ bộc lộ tác dụng gì nha? Tác dụng phụ. Mà nếu cao quá thì nó sẽ thành là cái gì nha? Độc tính. Đó. Cho nên khi các em chú ý dùng cô, khi cô nói tới tác dụng dược lực thì cái đó không còn là cái hormone do cơ thể các em sản xuất nữa, mà đây là hormone các em đưa từ bên ngoài như là thuốc để điều trị bệnh. Nhớ nha. Thì mà thuốc thì sẽ là cái gì? Thuốc là con dao hai lưỡi. Vậy thì sẽ có tác dụng điều trị, nhưng nếu dùng quá liều thì sẽ có cái gì nữa em? Tác dụng phụ nữa nha. Rồi, thành ra cái chữ dược lực